Hiện nay, các mẫu SUV crossover cỡ C cũ là một lựa chọn tốt đối với những người có nhu cầu sử dụng dòng xe gầm cao phục vụ gia đình cũng như công việc. Trong số đó, Mazda CX-5 là một cái tên đáng để cân nhắc. Đây là mẫu SUV đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, trẻ trung, nội thất cao cấp cùng khả năng vận hành ấn tượng. Theo ghi nhận trên thị trường xe cũ, một chiếc Mazda CX-5 phiên bản AT Deluxe sản xuất năm 2021 hiện đang được bán với giá chỉ 715 triệu. Người bán cho biết đây xe có ngoại thất màu đỏ, mới chỉ lăn bánh khoảng 2 năm, tình trạng còn khá mới, đồng thời số lăn bánh cũng chỉ 30.000 km. Có thể thấy đây là một chiếc SUV chạy lướt, chưa được chủ nhân sử dụng quá nhiều. Được biết, giá xe niêm yết ở thời điểm mua là 839 triệu. Tính thêm các chi phí, giá lăn bánh của xe ở mức 962 triệu. Như vậy, sau chỉ một thời gian không lâu, chiếc Mazda CX-5 cũ đã bay 250 triệu so với giá trị ban đầu. Ở chiều ngược lại, với những ai mong muốn sở hữu một mẫu SUV chất lượng mà không ngại dùng xe cũ, đây là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Mazda CX-5 AT Deluxe 2021 là phiên bản tiêu chuẩn của dòng CX-5, mang ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng. Xe sở hữu hệ thống đèn LED chiếu sáng vô cùng sắc nét, cùng với đó là đèn sương mù. Đầu xe là lưới tản nhiệt dạng tổ ong mở rộng, với phần viền mạ chrome mô phỏng cánh chim. Khoang lái của CX-5 2021 gây ấn tượng với vô lăng bọc da với cảm giác cầm nắm vừa tay và cao cấp. Đồng thời, hãng xe Nhật Bản tích hợp đầy đủ phím bấm chức năng như tăng giảm âm lượng, ga hành trình, đàm thoại rảnh tay. Ở phía sau, cụm đồng hồ cũng rất thu hút kết hợp dạng cơ và màn hình kỹ thuật số 7 inch. Phiên bản CX-5 FWD được trang bị động cơ xăng Skyactiv-G 2 lít, sản sinh công suất cực đại 153 mã lực mô men xoắn cực đại 200 Nm. Đi kèm với nó là hộp số tự động 6 cấp, tích hợp chế độ lái thể thao. Các tính năng an toàn trên bản tiêu chuẩn của Mazda CX-5 2021 cũng khá đầy đủ, có thể kể đến như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, chống trượt, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước sau, hệ thống 6 túi khí,